Chơi game chục năm, các ông có thấy game nào có nhiều gái xinh chưa? Thanh xuân của tôi tự dưng lại có những vị khách không mời. 2 năm trôi qua nhưng em Covid vẫn ở mãi chưa rời. Cũng may là còn wifi, cũng may là còn quạt máy, cũng may là còn ngự thần sư để chơi. Tham gia vào cộng đồng game ngay từ khi game mới ra, vừa đông vừa vui vừa hay lại có nhiều khác lạ. Gameplay thì là nhập vai, xì tai độ hòa thì lại xì tai nhập vai Nhật Bản chưa từng thấy bao giờ. Đã vậy, chơi game từ năm 12 đến bây giờ cũng hơn 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy game nhập vai mà đông chị em như này. Nghe đồn chị em ở đây ai ai cũng chưa vô, vào đây lại có khi tán được vài cô. Tại game về mau đi, cùng chơi game cùng thoát FA. Các anh trai mong tải ngự thần sư vào đây, biết đâu tìm được người yêu thì sao? Ngự thần sư tung hoành thế giới theo phong cách Nhật. Game nhập vai phong cách Nhật Bản đầu tiên phát hành tại Việt Nam. Tải ngay cả App Store và Google Play với từ khóa Ngự Thần Sư VTC.